cùng Miệt Thứ đi đâu ăn đó ai nhá. Hai trái rồi. Ký nhiêu vậy? Ký 2 kg 15 ngàn. 2 kg 15 ngàn hả? 2 kg 15 ngàn hả? 2 kg bể đi. Em có anh em ăn xong hết. Cho em 2 trái ngọt ngọt đi. Ủa này ở đâu anh? Dưa này ở đâu? Ngã Năm. Ngã Năm hả? Ngã Năm là xứ mình rồi phải không? Ngã Năm Biểu Quảng hả? Hả? Ngã Năm là dưới Đông Hưng B nè phải không? Ngã Năm Bình Minh đó. Ở đâu? Ở đâu anh? Ngã Năm Bình Minh. Ngã Năm Bình Minh là ở đâu? Ở Vĩnh Thuận. Ở Vĩnh Thuận hả? Ủa, cô thương chắc hơn 2 kg hả anh? Rồi, nhiều chứ. Đá bụi không ạ? Trời ơi, rồi ông chạy xe sao ai đụng ông mà bể luôn xe vậy? Đụng vô cầu hả? Như cây cầu nó nhỏ cái mình đụng cái sách này cái nó bạc nó cao chân mình nó bể. Rồi, khuyến mại bà có lo cho em nghe cái giọng này coi. Em quay cái giọng này coi. Dưa Hoàng Kim Đường, Dưa Hoàng Kim Đường ngon ngọt 1 kg 10 ngàn, 2 kg 15 ngàn đây cô bác ơi. Dưa Hoàng Kim Đường, Dưa Hoàng Kim Đường ngon ngọt 1 kg 10 ngàn, 2 kg 15 ngàn đây cô bác ơi. Dưa Hoàng Kim Đường, Dưa Hoàng Kim Đường ngon ngọt 1 kg 10 ngàn, 2 kg 15 ngàn đây cô bác ơi. Dưa Hoàng Kim Đường, Dưa Hoàng Kim Đường ngon ngọt 1 kg 10 ngàn, 2 kg 15 ngàn đây cô bác ơi. 10 ngàn hả? Dưa Hoàng Kim Đường, Dưa Hoàng Kim Đường ngon ngọt. Ngon ngọt 1 kg 10 ngàn, 2 kg 15 ngàn đây cô bác ơi. Dưa Hoàng Kim Đường, Dưa Hoàng Kim Đường ngon ngọt 1 kg 10 ngàn, 2 kg 15 ngàn đây cô bác ơi. Nhìn không được đẹp lắm nhưng mà ngon, có vẻ là ngon. Bây giờ mình sẽ ăn được 1 trái nha các bạn. Đây Dưa Hoàng Kim Đường nó ngọt đây cô bác ơi. Ăn ngay, ngon không? Ngon không? Cái gì này 20 ngàn mua không? Trời ơi, con quỷ này. Nó ăn rồi nó nghỉ mua luôn. Rất là ngon, vừa giòn vừa ngọt luôn đó anh chị mình ơi. Sản phẩm nông sản sạch được bà con Ngã Năm Bình Minh ở Bình Thuận thuộc vùng Miệt Thứ trồng nha.